Bạn đã xem Jurassic Park chưa? Bạn có điên đảo với những loài khủng long ngầu lòi trong suốt những phần phim viễn tưởng đó chứ? Bạn có khao khát rằng mình sẽ đánh cắp một mẫu vật từ InGen về để ấp nở một chú bò sát tiền sử thành thú cưng cho mình? Hôm nay, mời các bạn cùng Uncheck Share tìm hiểu 10 loài khủng long tuyệt vời có thể trở thành thú cưng cho các bạn. Dĩ nhiên là nếu chúng chưa tuyệt chủng. Còn bây giờ, các bạn hãy ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình rồi hãy cùng mình bắt đầu video thôi nào! Có nên nuôi khủng long làm thú cưng? Chúng ta đã từng thấy một thế giới hoạt hình nơi khủng long trở thành một phần trong cuộc sống thiết yếu của người tiền sử trong Flintstone. Nhưng trên thực tế sẽ không dễ như thế đâu. Chúng là những khối gã khổng lồ với kích thước đáng kinh ngạc và chắc chắn rằng chúng cũng không hề thích việc bị xiềng xích và phải làm việc cho bất kỳ một loài nào khác. Với những loài ăn cỏ, chúng hiền lành và mặc kệ sự đời. Có thể bạn sẽ dùng phép màu nào đó để đưa chúng về nuôi. Nhưng thử tưởng tượng ai đó muốn bắt và thuần hóa một con T-Rex xem. Chắc là không được đâu phải không? Vì khi bạn gặp bạo chúa, bạn nên vắt chân lên mà chạy xa nhất có thể, hoặc tự tay tên đồ tể đó sẽ tiễn bạn đi thật xa, đăng xuất khỏi server trong chớp mắt. Chúng ta đã từng chu du qua những thế giới nơi loài bò sát trở thành thú cưng siêu cấp của loài người, nhưng với khủng long, điều đó thật sự xa vời hơn khá nhiều. Lưu ý, đây là một video vui vẻ để mình liệt kê các loài khủng long lành tính của trái đất cổ xưa và từng xuất hiện trên phim ảnh, cụ thể hơn là Jurassic Park, không đặt nặng tính khoa học cũng như là khảo cổ. Nào, mời các bạn hãy cùng mình tiếp tục nhé! Đầu tiên là tam giác long Triceratops. Triceratops hay còn gọi là tam giác long, với cái tên quen thuộc hơn là khủng long ba sừng, chúng là một trong những loài khủng long ăn cỏ nổi tiếng nhất. Được cho là một loài ôn hòa và chỉ tấn công để tự vệ hoặc tranh giành con cái. Chúng thậm chí những con non còn được sử dụng trong vườn thú cưng của Jurassic World để làm thú cưỡi cho trẻ em. Tuy nhiên, bất kể chúng có ngoan ngoãn đến đâu, Triceratops có thể cao từ 2 đến 3 mét và nặng khoảng 6 đến 12 tấn. Điều đó tạo nên một loài động vật ăn cỏ khổng lồ. Chúng có thể sẽ rất hiền lành, nhưng cũng có thể trở nên nguy hiểm bất giác như loài voi. Tuy vậy, đây vẫn là một ứng cử viên ưu tú cho vị trí thú cưng khủng long của loài người. Mình cũng đã có một video riêng biệt về chi tiết của Triceratops, mời các bạn có thể tìm xem trên kênh nhé. Thứ hai là thằn lằn xẻng Lystrosaurus. Có kích thước rơi vào khoảng 1 mét, chiều dài và nặng khoảng 50-90 cân. Lystrosaurus xuất hiện trên màn ảnh rộng trong Jurassic World Dominion. Đó là một trong những loài khủng long được bán trên thị trường chợ đen khi thế giới tìm ra cách kiếm nhiều tiền từ những sinh vật thời tiền sử. Trong phim, nó được xem là một con vật không lớn hơn nhiều so với những con chó bình thường trong lồng. Chính vì vậy, nếu nuôi dưỡng chúng ta sẽ cần rất nhiều không gian để chăn thả. Nó có thể không thích được cưng nựng, nhưng nó chắc chắn sẽ thích tự do trong một trang trại khu chăn nuôi ngoại ô đấy. Thứ ba là Compsognathus. Lần đầu tiên được nhìn thấy trong The Lost World, Jurassic Park là phần phim thứ hai trong loạt phim này. Compsognathus là một con khủng long nhỏ có chiều dài khoảng 1 mét dựa trên các hóa thạch tìm được. Với trọng lượng khoảng từ 0,83 đến 3,5 kg, nó khá tương đồng với kích thước của một con mèo nhà. Về mặt kỹ thuật được phân loại là động vật ăn thịt, nó giống như một loài ăn xác thối hơn bất cứ một thứ gì khác. Những sinh vật nhỏ bé này có thể cực kỳ nguy hiểm nếu đi theo nhóm. Chúng tấn công một cô gái trẻ ở đầu phim. Tuy nhiên, những con khủng long này trở nên đơn độc, chúng có lẽ sẽ không thể gây ra nhiều thiệt hại. Nếu nó được nuôi dưỡng từ một con non, nó có thể trở thành một con vật cưng khá tốt. Thứ tư là Gallimimus. Gallimimus lần đầu tiên được nhìn thấy trong bộ phim gốc của công viên kỷ Jura khi Alan, Lex và Tim đang chạy trốn khỏi một con khủng long bạo chúa. Một con trưởng thành dài khoảng 6 mét, cao khoảng 1,9 mét và nặng khoảng 440 kg. Những sinh vật này tương tự như đà điểu thời tiền sử. Trong nghiên cứu, loài khủng long này được phân loại là động vật ăn cỏ, nhưng trên thực tế chúng là động vật ăn tạp. Vì các loài chim lớn hiện đại như đà điểu và chim Imus đã được thuần hóa, nên không có lý do gì để nghĩ rằng Gallimimus không có tiềm năng trở thành vật nuôi. Mặc dù chúng có thể không phải là một con vật cưng trong nhà, nhưng chúng chắc chắn có thể sống một cuộc sống khá tốt cho một trang trại chăn nuôi. Thứ năm là thằn lằn sấm, Pteranodon.
Pteranodon còn được gọi là khủng long bay hay thằn lằn sấm được nuôi làm thú cưng, có thể hơi sốc đối với một số người hâm mộ. Loài động vật ăn thịt bay này có sải cánh dài tới hơn 10 mét và nó có vẻ không mấy chào đón con người trong sự cố trên Isla Suna ở công viên kỷ Jura phần 3. Tuy nhiên, nhiều loài chim săn mồi ngày nay được nuôi làm thú cưng, thậm chí có cả một nền văn hóa săn bắn xung quanh việc sử dụng chim ưng và diều hâu trên khắp thế giới. Nếu một con Pteranodon được nuôi dưỡng từ trong trứng và được huấn luyện đúng cách, nó có thể được nuôi như một thú cưng kỳ lạ bởi một người nuôi chim ưng có kinh nghiệm. Rất có thể người ta sẽ bay cùng chúng như những người Navi và thú cưỡi Mountain Bossy của mình. Thứ 6 là Pachycephalosaurus. Pachycephalosaurus hay khủng long đầu búa có biệt danh là Friatuck trong The Lost World Jurassic Park là một loài khủng long khác có khả năng là một con vật cưng tốt. Vì là động vật ăn cỏ, chủ nhân sẽ không phải lo lắng về việc bị ăn thịt. Tuy nhiên, chúng có thể dài 4,5 mét và nặng gần 450 cân. Nó cũng được trang bị một đầu hình vòm cứng, được sử dụng như một thanh đập. Điều này khiến nó trở thành một trong những loài khủng long đáng gờm nhất trong công viên kỷ Jura. Tương tự như kiểu Bighorn ngày nay, nó có khả năng gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng khi bị khiêu khích. Trong phim, người ta thấy một con non vị thành niên đâm đầu vào thành xe SUV và tạo ra một vết lõm lớn trong khi bị săn đuổi. Tuy nhiên, nếu được đối xử tử tế, không có lý do gì để cho rằng nó sẽ có ý định tấn công bất kỳ ai. Mình đã có một video riêng chi tiết về Pachycephalosaurus, các bạn có thể tìm lại trên kênh nhé. Thứ 7 là Paralophosaurus. Một loài động vật ăn cỏ lớn khác có thể nói tới là một vật nuôi tốt, đó chính là Paralophosaurus, hay còn được biết đến là khủng long có mào. Mặc dù nó dài khoảng 9,5 mét và nặng khoảng 2,5 tấn, nhưng nó là cùng loài với Ducky trong loạt phim The Land Before Time. Được trang bị một chiếc đỉnh trên đầu có thể được sử dụng như một ống thở, con thằn lằn khổng lồ này sẽ có một vụ nổ trong một trang trại có lối vào một hồ nước. Là một loài động vật bầy đàn, nó cũng được nhìn thấy sống hòa bình bên cạnh nhiều loài động vật ăn cỏ khác. Thứ 8 là sát thủ hoang mạc Velociraptor. Bỏ tranh cãi sang một bên, Velociraptor đã chứng tỏ mình là một người bạn đồng hành tốt với động vật. Tuy nhiên, đây là loài động vật chỉ ngoan ngoãn với một hoặc hai người. Họ có khá nhiều thời lượng xuất hiện trong cả 5 bộ phim và họ thường được thể hiện với tư cách là nhân vật phản diện. Tuy nhiên, chúng cực kỳ thông minh và dẫn đến khả năng chúng được huấn luyện bởi Owen Grady trong Jurassic World. Là những kẻ săn mồi nhưng chúng chỉ cần một alpha để dẫn đầu nhóm. Nếu chúng được nuôi từ trong trứng bởi một người như Owen, chúng có thể là vật nuôi rất trung thành. Tuy nhiên, chủ nhân sẽ không bao giờ có thể có khách ở trong nhà. Thứ 9 là Ankylosaurus. Xuất hiện lần đầu tiên trong Jurassic Park phần 3 và xuất hiện trong cả hai phần phim Jurassic World. Ankylosaurus là một loài động vật ăn cỏ khác có thể trở thành một con vật cưng tốt. Chúng có thể dài khoảng 5,6 mét và nặng khoảng 4,7 đến 7,9 tấn, khiến chúng giống như một con bò bọc thép khổng lồ. Mọi bộ phận trên cơ thể chúng đều được bao phủ bởi áo giáp kể cả mí mắt. Hơi giống với tê giác ngày nay, chúng được thể hiện như những người khổng lồ hiền lành. Tuy nhiên, chúng có một cái đuôi hình chùy có thể gây chết người. Một con Ankylosaurus không may mắn được nhìn thấy trong Jurassic World đang cố gắng chống lại Indominus Rex. Chúng có thể là một vật nuôi dễ chịu nếu chúng ta biết cách thuần hóa. Thứ 10 là Brachiosaurus. Đối với những người sở hữu nhiều đất, Brachiosaurus sẽ trở thành vật nuôi khủng long tối thượng. Là một trong những loài được biết đến nhiều nhất từ thời tiền sử, loài động vật khổng lồ này có thể cao tới 9 mét và nặng khoảng 58 tấn. Với chiếc cổ cực dài tới tận ngọn cây, nó có thể được coi là một loài hươu cao cổ vĩ đại. Một lần nữa, loài này là một người khổng lồ hiền lành, điều duy nhất mà chủ nhân của con người phải lo lắng là bị dẫm lên. Ngoài ra, sinh vật này sẽ là một vẻ đẹp đáng để chiêm ngưỡng mỗi sáng trong một trang trại rộng lớn. Thử tưởng tượng một ngày bạn được nuôi những chú khủng long làm thú cưng, điều đó thật lạ lùng biết bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết và các nhà khoa học đang cố hiện thực hóa nó bằng cách những nghiên cứu hồi sinh chúng, nhưng đó chỉ là chuyện của tương lai. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và chia sẻ kênh đến nhiều người hơn nữa nhé. Các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm về một loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở phần bình luận. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.